Trời rất là nóng ở trên Hoa Kỳ. Cái nghiên cứu mới về rắn làm cho chúng ta nghe rợn tóc gái. Trường Đại học nghiên cứu, số người bị rắn cắn tăng lên tùy theo cái nhiệt độ trong mỗi ngày. Rắn cắn nhiều hơn tất cả những cái động vật khác. Tính tình của rắn nó khác hơn những động vật khác. Rắn cắn đó là cũng cái sự thay đổi về khí hậu. Chúng ta phải suy đoán về rắn cắn để hiểu biết rõ ràng để tránh về chuyện này. Ở South Carolina, năm nay, số người bị rắn cắn tăng lên rất là nhiều. Có 38 loại rắn khác nhau. Có 6 cái loại rắn cắn có thể chết người. Của chính phủ địa phương ở đây báo cho biết, năm 2023, có 174 cái sự kiện xảy ra bị rắn cắn, nhiều hơn những năm trước. Tôi đây rất là sợ rắn cắn, tôi rất là lo. Cho dù mà sợ rắn cắn như vậy, nhiều người cũng vẫn thích đi hiking, đi bộ chơi, National Park. Ông Steven Van, cái người chuyên môn coi về những thú vật ở đây, hiểu biết một chút xíu thêm về rắn, đó giúp đỡ rất là nhiều những người đi ra ngoài chơi trong lúc này họ nên biết gì con rắn rắn nó không có hứng thú gì với người hết nếu mà mình không đi tới đe dọa những con rắn nó bỏ đi chỗ khác chúng tôi đi tìm những con rắn tôi đây đi sau lưng ông ta mọi người thả lỏng xuống một chút xíu nhìn từ từ xung quanh ở đây rắn có thể lại gần chúng ta mà chúng ta không có biết có phải không ông ta nói đúng rồi những cái con rắn ngụy trang ở đây không có thể nào chúng ta dễ nhìn thấy được nó trốn xuống những cái khúc cây cả luôn trốn gần những cục đá chúng ta có thể nhìn đây là con rắn nước con rắn này không có đụng chạm gì tới ai hết nó không có độc khi chúng ta gặp rắn từ từ rồi tránh xa nó ra rắn độc cắn, một cái là không có nên làm. Đừng có ráng hút cái chất độc ra. Đừng có để nước đá lên vết thương của mình. Đừng có dùng cái khăn cuột vết thương lại. Mình nên rửa cái vết thương, coi rắn đó là rắn nào. Một cái quan trọng nhất đó là đi vô trong nhà thương càng sớm càng tốt. Khi bị rắn độc cắn, nó có hai cái răng cắn vô như vậy. Ở trên Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng chừng 7 ngàn cho tới 8 ngàn người bị rắn độc cắn. Chết thì cái đó rất là hiếm có xảy ra. Rắn có phải làm cho người ta không có nên đi ra ngoài, có phải không? Không, nên đi ra ngoài như bình thường. Giống như cái câu người ta nói, tôi rất là sợ khi gặp rắn. Nhưng mà nói ngược lại như vậy, tôi rất là sợ khi tôi không có thấy rắn. Ngà hôm nay trái rừng đang bùng trái, châu Phi và châu Âu. Chính phủ Hy Lạp đã di dời hơn hai chục ngàn người. Ngay có hòn đảo Rồn, chữ lửa ở đây cố gắng để dập tắt lửa. Nhưng mà dập tới đâu thì nó trái trả lời tới đó. Họ bắt đầu không có còn hy vọng gì cả. Mỗi ngày, mỗi đêm chúng tôi ở đây gắng cố gắng mà không được gì tôi tin tưởng là chúng tôi đây cố gắng rồi cũng vậy thôi. Portugal, ngay cái khu Lisbon, lửa cháy giống như địa ngục. Cả trăm người chữa lửa chỗ này đang cố gắng dập tắt gần những cái chỗ nổi tiếng của những người tourist. Một số người dân sống ở địa phương đây kêu gọi chính phủ hãy giúp đỡ. Cơn bão trang đe dọa cộng đồng của những người sống ở đây. Ở bên Nigeria, gặp nhiều chuyện thảm khốc xảy ra. Chính trách địa phương báo cho biết ít nhất là có 34 người đã bị chết, có lính trong đó bị chết nữa. Một số người khác rất là hên vẫn còn sống sót. Họ đã làm được để dành những gì kỷ niệm của họ. Kết cuộc trở thành một đống cho. Cái người nông dân chủ này nói cho biết, gia đình của ông ta không còn gì cả, không còn nước uống, cũng không còn đồ ăn, cũng không có cái chỗ ngủ nữa. Phía bên kia, Trung Hải. Trên đường chạy ra khỏi chỗ này, ai bên hồng, lửa cháy, khói bài đầy trời, nằm ở bên Sicily, ý đã lợi. Chánh vũ địa phương báo cho biết ít nhất là có ba người đã bị chết. Những người sống ở đây, thì họ đang đứng để tới cái ngọn lửa này từ từ đang tiến gần tới nhà của họ. Hy vọng họ là một trong những người được hên lửa này sẽ không cháy qua nhà của mình. Chính phủ địa phương vào bữa thứ ba báo cho biết ở đây có khoảng chừng 50 chỗ đang bị cháy. Giúp đỡ đang trên đường tới. Chính phủ bên châu Âu định mua thêm 12 chiếc máy bay chữ lửa để giúp đỡ cho họ chặn về trái rừng cá hơn thay đổi khí hậu trên toàn cầu tiếp tục xảy ra. Những gì chúng ta nhìn thấy trong lúc này đó là chúng ta nằm trong thảm khốc của thay đổi khí hậu trên toàn cầu. Nhưng mà đối với một số người thì giúp đỡ này quá trễ. Nguyên cái đảo chúng tôi bị cháy, chúng tôi bị mất hết nguyên cái đảo đẹp chỗ này. Bây giờ không còn gì cả, Thật sự, chúng tôi không có còn gì cả. Video này đã quay được lốc xoáy đánh xuống thành phố Key, New Hampshire. Mưa bão, các bình thường xảy ra Đông Bắc, Hoa Kỳ. Nam trời nóng tiếp tục. Trời đang nướng chín thành phố New York. New York City lên tới 94 độ. Nhưng mà cũng không có làm cho ngừng cái gia đình Doa này đi tới Times Square. Mọi người tính làm những gì ở New York trời nóng này có bị ảnh hưởng hay không? Ở đây chỗ nào cũng nóng hết đó. EPA nói cho biết trong thành phố nó nóng lên giống như một cái rừng. Đây là cái rừng xi măng ở bên New York. New York độ nóng có thể hơn những chỗ khác 7 độ. Đây là không phải lần đầu tiên cái trời nóng xảy ra ở đây, trời nóng đang đi tới nhiều chỗ cảnh báo trời nóng nằm 35 tiểu bang trên Hoa Kỳ. Ở Washington, DC, nhiệt độ ngay thủ đô có thể lên tới 100 độ. Lần đầu tiên trong 7 năm rồi mới thấy trời nóng như vậy. Trong lúc này cũng là cái mùa người ta đi tour nhiều. Thành phố ở đây kêu đưa ra thêm những cái chỗ có nước để cho mọi người được mát rồi có thêm những cái chỗ cooling center cho người ta vô trong đó được mát. Họ cũng kêu tất cả mọi người, ai mà có thú cưng, đừng có để đi lang thang ở ngoài. Ở ngay tòa bạch ốc, ông Tổng thống Joe Biden nói về cái chuyện trời cực nóng. Chúng ta phải bảo vệ những người làm trong cái trời cực nóng như vậy. Những cái tiểu bang mà không có chịu bảo vệ những cái người làm ở bên ngoài trong lúc trời nóng đó thì tôi sẽ kêu những cái tiểu bang đó ra. Philadelphia chăm lẽ ba độ. Nhà thương sửa soạn cho nhiều người nhập viện tình trạng nóng. Trả lời ở New York giống như những cái chỗ có cây xanh giống như cái hạt ở đây. Chỗ này thì nó mát hơn những cái chỗ khác. Thành phố New York đã mở ra khoảng chừng 500 cooling center. Sáng ngày hôm nay, những người trên Hoa Kỳ thấy đỡ một chút xíu. Mưa bão xảy ra, làm cho khá một chút xíu về cái nhiệt độ nóng hởm rài về hướng đông bắc. Nhiều mưa bão xảy ra dọc dài Virginia. chi nhà tới Washington DC, cả luôn Maryland thứ bảy hồi tuần rồi. Gió thổi mạnh lên tới 84 mao một giờ, làm cho bị cúp điện hơn 200.000 người. Cây ngã đầy đường. Gió thổi rất là nhiều mưa rất là lớn, xảy ra liên tiếp gần cả tiếng đồng hồ. Một cái cây lớn đè bể chiếc xe ngay thủ đô thành phố. Đây là người lính vẫn còn bảo vệ tiếp tục. Nghĩa trang lính vô danh nằm ở Virginia. Anh ta không có rời khỏi. Cảnh sát đang điều tra có lẽ là dính dám tới mưa bão. Cây ngã đè vô trong nhà. Đàn ông 43 tuổi đã chết Eastern Massachusetts. Sấy cấp 1 xảy ra. Vợ dạ tôi lúc đó đang ngồi trước cửa, quay phim mưa đang rơi xuống. Đã tắt máy sau khi khoảng chừng 15 giây cái cây đó ngã xuống. Trời nóng vẫn còn tiếp tục nằm về hướng Nam. Có hơn 70 triệu người trên Hoa Kỳ đang nằm trong tình trạng cảnh báo trời nóng. Cho trà đang diễn ra lễ hội mùa hè cấp cứu lại chở 10 người vô trong nhà thương, còn 10 người khác được giúp đỡ tại chỗ.